Xin chào anh chị. Chúng ta sẽ cùng trở lại với phân tích điểm mạnh chứng khoán vệ sinh cho phiên ngày 8 tháng 1 và kịch bản cho phiên 9 tháng 1. Như vậy ngày hôm nay là một ngày điều chỉnh, đúng không? Một ngày điều chỉnh và có kéo xả ở trong phiên. Một nhịp mà nó tạo ra một phân kỳ ở H4, H1, sau đó thì điều chỉnh giảm xuống. Thì sau một nhịp đẩy giá ở phiên sáng, sau một nhịp đẩy giá phiên sáng, anh em thấy là có phân kỳ H1, H4 đúng không? Của viên 30 F1M, sau đó thì giá tạo ra một cây UT, đúng không? Một cây UT ở trên diện vùng 73 x. Như vậy là chúng ta có một lệnh sọt ở trên vùng 71 x và có đánh hai vòng sọt đấy, và TP về vùng 60 61, đây TP về vùng này. Thì thực tế ở đây chúng ta có một cái cấu trúc là vẫn là một cấu trúc tăng, đúng không nào? Nếu như xét vào chạc M5 nhá, chúng ta có một nhịp bull back về đây đẩy giá lên tiếp, đúng không? Một nhịp sweep đỉnh đi xuống, sau đó thì chốc tăng đi lên, thì rõ ràng đây là một con sóng tăng. Như vậy là chúng ta sẽ đánh về 0.618, 0.5 thôi. Vậy là cái vùng chốt lời của chúng ta là chính là vùng 6163. Và tại sao em lại view là có một nhịp bull back hồi từ vùng 6163 đi lên á, thì nó lên lấp gáp vùng 68, thì đây chính là cái nhịp mà nó đánh về vùng 0.618 thôi, đúng không? Rất dễ để xác định là chúng ta có một cái vùng 0.618 ở đây để cho một cái nhịp mà chúng ta chốt lời vị thế sọt chỉnh và có thể tham minh một nhịp mà long lên. Thì thực tế con M5 nó có một cái nhịp mà nó tạo ra một cái cấu trúc giảm và có quét IDM ở đây. Như vậy nếu như mà có cấu trúc giảm quét IDM thì cái nhịp mà ai mà đánh long hồi từ vùng giá 61 thì chúng ta cũng phải cân nhắc chốt lời vùng giá 68. Em có thể thấy là gì, cái nhịp mà nó bull back về 0.5, 0.618 chính là cái vùng mà chúng ta quản trị vốn ở đây. Như vậy giai đoạn sắp tới chúng ta sẽ đánh sideways và chờ tích lũy và gom long ở bên dưới, đúng không ạ? Một cái chen long của tháng này thì vẫn là một cái chen long mạnh thôi. Chúng thấy là một cái chen long mạnh và chúng ta sẽ ưu tiên những nhịp bull back điều chỉnh về. Có thể thị trường khỏe thì nó chỉ gom hàng ở ngay trên vùng 5x, 7x và nó đi lên. Nhưng mà thị trường mà không khỏe, thực ra thị trường khỏe hay không thì nó cần một cú rũ mạnh. Thì nếu như có một cú rũ mạnh thì chúng ta sẽ cần chờ đợi vùng giá 40-43, đúng không nào? Thì cả một cái nhịp này thì nó tái tích lũy gom hàng đây và nó rũ bỏ sâu về 40-43 và kéo lên. Chen tháng này vẫn là ưu tiên canh long lên, long cho tháng này. Tuy nhiên là trong một phiên thì em có view với mọi người rồi, trong một phiên thì nó sẽ có những nhịp điều chỉnh và trong một cái ngày hôm đó chỉ có sọt mới ăn, có nghĩa là trong một cái xu hướng tăng sẽ có một những nhịp nó bull back nó điều chỉnh và trong một cái ngày nó điều chỉnh thì là một ngày giảm điểm đóng đỏ như thế này, thì chỉ có phe sọt ăn ở trong ngày hôm đấy thôi. Nên là cái câu chuyện chúng ta, nếu như chúng ta đánh chen thì chúng ta sẽ chờ những vị thế gom long ở bên dưới. Thì câu chuyện là vậy là nó điều chỉnh thì chúng ta gom long ở vùng giá nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải chờ trong phiên. Nếu như có những cái vùng giá, những vùng cầu gần nhất mà nó có cái cấu trúc, có những cái tín hiệu mà đảo chiều thì chúng ta chơi trước. Chơi khi nào nó chạy thì chúng ta dịch SL về giá vốn. Còn nếu như dịch SL giá vốn nó cắn, nó quay trở lại, nó điều chỉnh về những vùng ở bên dưới thì chúng ta lại chơi ở bên dưới, đúng không? Và SL khi giá hồi thì SL giá vốn. Thì đấy là cái cách mà gom hàng cho ai mà không có vị thế long từ đây, đúng không? Chúng ta đánh một cái chen long từ vị thế vượt 0.0 này, đúng không? Thì đây là chúng ta vị thế hold chen. Tuy nhiên là nếu như không có vị thế long ở dưới này thì làm sao mà bắt long ở vùng 73 được, đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải chờ điều chỉnh hoặc là chờ xác nhận có tái tích lũy ở đây, xác nhận dòng tiền vào thì mới long ở vị thế trên cao được. Đó, nên là giai đoạn này là giai đoạn mà không có vị thế thì rất khó để tham gia những vị thế long mà bảo là hold qua đêm được, đúng không nào? Thì mình sẽ cần phải chờ ở trong phiên, chờ đánh ở trong phiên. Còn những vị thế sọt thì chắc chắn rồi, sọt chỉ đánh ở trong phiên thôi. Sọt trong một cái chen long và dòng tiền vào banh kéo như vậy thì rất khó để câu chuyện là chúng ta cầm sọt và chờ thị trường sập lắm, không có đâu, đúng không? Chỉ là những nhịp mà điều chỉnh giảm thôi. Và có thể là những cái nhịp mà H4 nó có điều chỉnh giảm khoảng 30-40 điểm là chuyện bình thường, đúng không? Thì nó gãy từ đỉnh cũ từ 73 đến 43 là chuyện bình thường, 30 điểm sau đó nó kéo lên. Thì
thì đây chính là những cái nhịp mà chúng ta sẽ quan tâm. Những vùng giá chúng ta sẽ quan tâm là tham binh long, có thể nó sẽ không về 43, thì chút nữa mình sẽ cùng đi phân tích thì cái vùng giá nào chúng ta sẽ quan tâm để chúng ta đánh long và quản trị vốn như thế nào nhá. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta có một lệnh, một cái view, một lệnh sọt ở vùng 71 xuống 68, sau đó nhổ tiếp sọt 71 72 xuống vùng 63 đúng không? 61 63. Sau đó báo mọi người rồi, chúng ta chốt lời vùng 61 63, tại vì nó ở đây nó xuất hiện một cây xuất hiện một cây pin 3 nhá, cái pin 3 M5 tại vùng Fibonacci đúng không ạ? Vùng 0.618, tại vùng vùng breaker này, OB breaker này. Thì đây chính là vùng mà chúng ta sẽ phải chốt lời những vị thế sọt chỉnh và có thể chơi vị thế long ở đây. Long sau cái này chơi được nhá. To lót ở dưới này thôi. Và mục tiêu thì mình sẽ đánh về vùng vùng này, vùng 68.x, tại vì thằng M1 nó có một cái đoạn gap nhỏ trong phiên á. Trong phiên nó có gap nhỏ lên là lấp. Đây đúng không? Lên nó quét thằng này. Thì tại sao chúng ta không FOMO long ở trên này? Tại vì cơ sở không có tín hiệu gì là kéo cả đúng không? Mà là một phiên cân bằng cung cầu thôi. Rõ ràng một phiên spinning stop, một cây spinning stop cân bằng cung cầu ở trên vùng vùng MVG đúng không? Thì bản thân cái vùng này chính là những vùng cản mạnh của VN Index, và chúng ta sẽ cần chờ giá chạy về con OB này. Một cây đóng inside 3, outside 3, một cây đóng outside 3 nó đóng vai trò là vùng cầu mạnh của index, và khi mà index nó vận động ở trên vùng này, nó hấp thụ cung mà xuất hiện một cây rũ bỏ mạnh, thì đây chính là cái vùng giá mà chúng ta sẽ quan tâm để đẩy lên tiếp cho index. Thì mục tiêu thằng index tháng này vẫn là trên vùng 122x, và thằng VN30F1M cũng vậy thôi, cũng là 122x. Đó. Hôm nay là một ngày mà điều chỉnh giảm của M30, anh em thấy là M30 này, H1, H4 đều có phân kỳ đúng không? Thì những cái nhịp mà sau khi mà nó tạo phân kỳ thế thì anh em chú ý là chúng ta có những cái nhịp chờ đợi ở time frame nhỏ đúng không? Có tín hiệu để vào lệnh, thì khi mà time frame nhỏ nó cũng là những cái nhịp mà phân kỳ quá bán, quá mua đúng không? Thì chờ những tín hiệu upthird để chúng ta có thể chơi. Đó, thì cái việc trading là việc mà anh em sẽ hiểu là chúng ta có xác suất thắng thua. Như vậy nếu như sọt thì chúng ta sẽ phải dừng lỗ ở trên vùng 73.8 đúng không nào? Mục tiêu ngày hôm nay sẽ đánh với đây. Thì tổng thể thì chúng ta có một nhịp giá nó tạo ba cái lái mắc ở đây. Đúng không? Nó tạo AR này. Một nhịp nó tạo ST ở đây. Rồi một nhịp ST có thể là Submarine, thì nếu như câu chuyện ở đây là UT hay là UA trong tái tích lũy thì sao chúng ta sẽ cần chờ cái gì? Chúng ta sẽ cần chờ một nhịp có SOS đúng không? Chúng ta sẽ cần chờ SOS trên này. Chúng ta hoặc là chúng ta sẽ chờ Submarine ở dưới này đúng không? Nếu như mà tái tích lũy có Submarine thì sao? Chúng ta đang view một nhịp là tái tích lũy. Như vậy tái tích lũy có Submarine thì bắt ở vùng giá nào đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta có một cái LBS. Mà nếu như câu chuyện ngày mai mà thằng index nó đánh mạnh, nó áp lực bán mạnh mà thằng banh chỉnh chẳng hạn, thì câu chuyện chúng ta sẽ cái vùng đỡ giá là cái vùng 56-58 này, nó chỉ đỡ đỡ hồi, sau đó nó tái tích đúng không? Nó tái phân phối ở đây, sau đó nó đánh xuống tiếp ở những vùng cầu bên dưới. Tuy nhiên là gì, rõ ràng cái xu hướng tăng đúng không, và đây có bóp tăng đóng lên như vậy, thì rõ ràng cái con OB M5 chính là cái vùng giá này, từ vùng giá 54 đến vùng giá 57-58 đấy, chính là cái vùng gần nhất chúng ta sẽ tham binh long, kể cả vị thế long chen đúng không? Bởi vì cấu trúc đang là cấu trúc tăng và có một cái cụm OB mạnh, nó nằm ở vùng 54-58, đóng vai trò. Thực ra đây câu chuyện là khi mà giá tăng lên nó mitigate về đúng không, order flow về những vùng OB này trong phái sinh thì thường nó sẽ đỡ được ở những vùng này. Có thể trong FX thì nó sẽ phá qua như thế này nó mới bật lên, nhưng mà trong phái sinh thường thì nó sẽ đỡ được nhé. Đó. Nếu như mà thằng này cung mạnh cho ngày mai thì chúng ta bắt một nhịp mà Submarine ở đâu, thì mọi người có thể quan tâm cho em cái vùng giá này nhé, vùng giá 43 đến vùng giá 49 đúng không? Thì chúng ta quan tâm vùng giá 43 49 vẫn là Fibonacci và một vùng đỉnh cũ ở vùng 43. Thì đây chính là cái vùng giá mà chúng ta sẽ quan tâm nếu như có Submarine. Như vậy chúng ta sẽ có hai vùng gom long, chính là hai vùng này. Đó. Nếu như cái vùng gom long bên trên thì chúng ta sẽ cần
cần chờ là gì, chốc tăng thì mới BE, hoặc là giá chạy 5 đến 8 điểm thì dịch là giá vốn. Còn vùng giá biên dưới thì chúng ta sẽ tham mấy những nhịp mà hầu dài. Còn câu chuyện là nếu như xác nhận thì có SOS ở đây đúng không? SOS và dòng tiền vào đi luôn. Ví dụ ngày mai câu chuyện nó không chỉ điều chỉnh mạnh về đây mà nó có mở gap vượt mạnh thằng này thì rõ ràng cái câu chuyện chờ đợi dòng tiền vào ồ ạt và đi lên tiếp thôi thì vẫn là một chiến lược. Một là gom long thì sẽ cần phải chờ xác nhận vượt thằng này có SOS hoặc ít nhất một cái TR điều chỉnh trong kênh lá cờ là chẳng hạn đúng không? Nó xác nhận cho mình một cái nhịp mà điều chỉnh và lộ von đi lên. Đó. Thì chúng ta mới có quyền hầu dài được ở vị thế cao như vậy. Còn không thì vẫn phải chờ những vùng giá ở bên dưới thôi đúng không? Nhịp điều chỉnh đủ mạnh, đủ sâu để chúng ta gom long ở bên dưới. Như vậy xu hướng của tháng này vẫn là ưu tiên canh chỉnh long. Và cái nhịp điều chỉnh này thì chúng ta sẽ chờ cái kênh giá này nhá. Chờ kênh biên kênh giá này. Đó, chờ kênh này chúng ta sẽ đánh lên. Sẽ đánh long lên và ưu tiên vẫn là ưu tiên canh chỉnh long cho tháng này nhá. Xét qua về con index một chút thì rõ ràng cái nhịp này là một cái nhịp mà có SOS rồi. Và không thể là phủ nhận được cái nhịp mà nó có tái tích lũy và đi lên đúng không? Làm gì có câu chuyện sập ở đấy nữa. Khi mà banh nó vào tiền nó đánh như vậy rồi đúng không? BIDV đánh rất khỏe. Thì mình chỉ hold HD banh cho Zoom đúng không? Thì anh em ở trong Zoom đánh HD banh và vẫn hold từ giá 16.x và chúng ta hold tiếp tục thôi. Ở trên này khi mà lên vùng đỉnh cũ nó sẽ có tái tích lũy và đối với những hàng tăng trưởng như con này thì chúng ta có vị thế đẹp rồi, chúng ta hold tiếp thôi. Và banh thì chúng ta lên tập trung hold một con thôi, tại vì banh thì cho cái mức lợi nhuận nó cũng chậm đúng không? Chúng ta đánh từ 16.x từ cái vùng giá này về của con HD banh rồi. Thì khi mà nó chạy lên trên vùng này nó rơi vào biên độ lợi nhuận nó rơi vào khoảng hơn 20% rồi. Thực tế thì con này nếu như anh em cầm trung hạn thì mọi người cố gắng hold dài nhá, hold dài ở trung hạn cũng được. Còn không có thể cắt bớt vị thế ở trên vùng đỉnh cũng được. Đối với em thì em vẫn cho anh em cầm thôi. Còn tất cả những vị thế hàng của mình đã hold, đã mua ở vùng biên dưới rồi, chúng ta tiếp tục hold lãi thôi. Và chưa có vị thế mua mới đẹp nhá. Tất cả những vị thế đều chỉ là những cái vùng đệm trước thôi. Và lưu ý là gì, nó sẽ cần phải chờ tái tích lũy. Thị trường này sẽ cần phải tích lũy và chưa xác nhận vào sóng mạnh đâu. Mới chỉ manh nha thôi, mới chỉ manh nha của đội banh họ kéo lên thôi, chứ còn cái câu chuyện mà bất động sản hay là những vị thế khác thì chúng ta sẽ cần tái tích lũy. Tất nhiên là gì, dòng tiền vào và chờ tái tích lũy đi lên thôi, và chờ một con sóng, một nhịp sóng. Ví dụ những con cổ phiếu như vậy này, L14 thì chúng ta sẽ cần phải chờ nó gom hàng khá lâu đúng không, thì mới đánh x2x3 được, không thể nào mà vội vàng được. Và tất cả những vị thế chúng ta đã gom ở vùng giá 40 thì tiếp tục kiên trì hold thôi đúng không? Khi mà chạy đến đây khoảng 16% hold tiếp và chờ điểm gia tăng. Và điểm gia tăng chỉ khi nào xác nhận ở trong pha D thì anh em có thể thấy là gì, một vùng cản chéo này đóng vai trò là cái điểm mà crack đấy. Và khi mà giá phá qua crack thì lúc đó thì chúng ta mới có quyền đánh ở trong pha D đúng không nào? Thì lúc đó chúng ta sẽ gom hàng ở trong pha D, gom thêm ở trong pha D và chờ pha E chạy nước rút thì chúng ta sẽ margin được. Đó, chỉ chơi margin được khi mà xác nhận như thế này thì mình đi margin ở đây thôi. Đó, thì những cái vị thế gom ở bên dưới chúng ta tự hold nhá. Ngày hôm nay thì DG hay bất động sản đều có dòng tiền vào đánh từ ngày hôm trước rồi. Chúng ta đã mua hàng gom ở bên dưới rồi. Và DXS đúng không? DXS 7173 chúng ta đã chơi rồi. Vượt cái vùng đóng trên vượt cái vùng này chúng ta có thể mua thêm vị thế ở đây đúng không? Đã báo mọi người rồi. Chúng ta hold tiếp. Ở giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta cần phải hold vị thế và lưu ý cho em là gì? Chúng ta sẽ cần phải lì đúng không? Muốn có lãi ở trên thị trường này chúng ta sẽ không thể đánh nào đánh T cộng được. T cộng thì không bao giờ lãi được và không bao giờ một năm anh em có thể kiếm được 50-100% tài khoản được, mà chúng ta sẽ cần phải hold dài. Phải hold dài nhá. Đó, anh em có thấy là gì, với DS mọi người có thể là chốt bớt hoặc là mọi người mua lại mới. Tuy nhiên những vùng giá như DS đánh ở vùng giá 7
đến 73 thì nếu như có sẵn hàng đâu đó, có những vị thế mua mới thì chúng ta sẽ phải gom nhỏ thôi, ví dụ 75 76 thì gom tỷ trọng nhỏ thôi. Không thể nào, đúng không? Không thể nào mà gom nhiều khi mà nó chưa xác nhận ở trong pha D, mà rõ ràng có một cây von bán rất mạnh ở đây, vùng 8.x của thằng DXF, đúng không nào? Rõ ràng cây này nó phải bị kin. Thế vậy là cái kịch bản của thằng DXF chúng ta thấy là gì? Nó sẽ phải có một cái mô hình VCP nào đó ở đây, đúng không? Thì lúc đó nó mới chạy được. Thì sẽ cần phải mất nhiều thời gian nó lên nó test, sau đó nó rũ bỏ, đúng không? Thì nếu như gom hàng rồi thì phải lì đòn, có thể là 1 tháng sau nó mới chạy, đúng không? Nên là chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn nhé. Đối với những cổ phiếu đây, ví dụ DGS chúng ta gom hàng ở đây và chúng ta đã view là câu chuyện view với nhau là gì? Nếu như nó là tái tích lũy thì sao? Nếu như tái phân phối thì sao? Đó thì nếu như tái tích lũy thì mình cần chờ cái gì để mình đánh margin, hoặc là chờ gì để mình full vị thế, đúng không? Và gom hàng thì mình gom tỷ trọng nhỏ nó nằm ở đâu? Thì đấy là cái chiến lược mà mình phải đưa ra được, anh em phải đưa ra được nhá, chứ không phải là ngày hôm nay mà nó đánh lên vùng 7.9 hỏi vào hỏi là con đấy S 7.9 mua được không, nhảy vào đu không được nhá. Mọi người cố gắng, giai đoạn này chúng ta đã gom được vị thế ở giá đẹp rồi, chúng ta sẽ cần chờ những cái nhịp xác nhận chạy nước rút thì chúng ta mới mới đánh mạnh được nhá. Rồi một cổ phiếu như cổ phiếu HD Bank thì rõ ràng chúng ta gom hàng ở vùng giá 16x rồi, chúng ta gom từ rất lâu rồi nhá, gom từ tháng 10 đó, gom từ tháng 10 liên tục côn anh em rồi. Một cổ phiếu CRE, những cổ phiếu về bất động sản thì đối với những nhịp mà bất động sản thì đã view rồi, chúng ta mua ở vùng giá 76 đúng không? 76 7 76 79 CRE. Đối với những cổ phiếu như thế này chúng ta tiếp tục hold, và thực tế là gì em, nếu mọi người có thể thấy là nó lên trên vùng Philip Zone, bản thân đây là vùng cản thì nó cũng giống như cái mẫu hình của những cổ phiếu khác thôi, phải test đúng không, hấp thụ cung thì mới đi lên được. Đó thì cái câu chuyện chúng ta đánh đánh con CRE ở cái cây này đúng không, gom hàng ở cây 78 này mà mọi người cứ sợ, cái phiên mà anh em cứ sợ thì rõ ràng câu chuyện nó điều chỉnh vòn nhỏ đúng không, rút chân lên đánh quá đẹp rồi. Thì khi mà có lãi khoảng 11% có chốt không? Đối với em thì không chốt, tại vì chúng ta đã xác 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 nhận xác định ấy là nếu như thị trường vào sóng thì bất động sản sẽ chạy đúng không, sẽ chạy mạnh. Thì nếu như chúng ta gom được vị thế đẹp rồi, chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi thôi, chờ đợi những vị thế gom thêm và những nhịp nó chạy nước rút thì chúng ta sẽ ăn khoảng tầm 50% đúng không, lên trên vùng đỉnh cũ hoặc ít nhất là những vùng ở trên này. Nếu như nó có sóng mạnh con này thì mình sẽ chờ nó tái tích lũy ở đây, và cả một cái TR của CRE nó nằm ở đây này đó, thì bản thân nó đây là Spring thì mình sẽ chờ nó tái tích lũy cũng khả năng rất lâu. CRE trên này thì mình sẽ đánh lên hẳn trên đỉnh luôn một con sóng, hoặc là đâu đó ở trên vùng này thôi. Thì rõ ràng từ vùng giá 8 đến 21, 7 đến 21 x3 lần thì chúng ta sẽ phải kiên nhẫn khoảng tầm vài tháng, không thể vội được đúng không. Còn nếu như ai đánh thích đánh T cộng 10% chốt thì rất nhiều cái điểm đánh em có thể cho mọi người đúng không, rất nhiều điểm đánh kể cả trong pha D ở trong vị thế này. Thì con CRE đâu đó anh em nhớ cái đoạn này này rất giống con HAG này, cái nhịp chạy gom hàng chạy rút đó, thì mình sẽ cần phải chờ cầm lì và chờ nhá. Còn câu chuyện nếu như CRE về về vùng giá vốn 7.8 đúng không, sẵn sàng nếu như mà thị trường xấu đúng không, quay trở lại tái phân phối thì chúng ta sẽ đóng hòa đâu đó quanh đây đúng không, không việc gì phải sợ cả, tại vì vị thế quá đẹp rồi, nó giống con HAG thôi đúng không. Những vị thế, những cái nhịp mà đây VCP đúng không, những cái nhịp mà anh em thấy là nó rất là yếu, rất là chậm, nhưng mà rõ ràng câu chuyện là gì, nó tái tích lũy. Thì để mà hold dài muốn ăn được một cái nhịp mà 50 100% x2 gì thì chúng ta sẽ cần phải lì đòn đúng không nào. Ví dụ câu chuyện chúng ta sẽ cần phải chờ chặt tuần chặt tháng chứ không phải là soi ở chặt ngày đúng không. Thì chặt tuần em thấy một nhịp đẩy mạnh như vậy, kể cả cái câu chuyện nó có điều chỉnh chặt tuần về cái vùng giá 10, chuyện bình thường của HRG đúng không, lên vùng đỉnh cũ của Quasimodo, điều chỉnh giảm của chặt tuần đúng không nào, đánh lên đó. Cái câu chuyện mình đánh trung hạn thì mình sẽ đánh chặt tuần và mình sẽ chấp những cái nhịp mà điều chỉnh ở chặt ngày ở đây nhé. Chúng ta sẽ không quan tâm đến câu chuyện là nó sẽ đi ở trong cái biên độ từ 10 đến 13 như thế nào cả. Tất nhiên là gì, sẽ không bao giờ câu chuyện là chúng ta đi gom hàng ở vùng giá 13 cả đúng không nào.
vùng giá 13 này thì không bao giờ có chuyện là gom hàng HAG ở đây, và chúng ta sẽ cần phải chờ nó form một cái mẫu hình nào đó ở đây đúng không, thì mới chơi được, hoặc là ít nhất chặt tuần điều chỉnh xong, sau đó thì xác nhận đóng vượt cái thằng 14.x, lúc đó thì chúng ta cũng sẽ đánh những vị thế margin ở trên cao được. Còn đoạn này thì mình sẽ cần phải chờ đợi nó điều chỉnh thêm đúng không, những cổ phiếu khác bình thường thôi, những cổ phiếu penny chúng ta thấy là gì, penny đầu sóng thì nó sẽ chạy đẩy một nhịp, sau đó cuối sóng nó chạy tiếp đúng không, thì bản thân ví dụ những con TTF này chúng ta sẽ vẫn thấy là gì, cái câu chuyện nó tái tích lũy và nó chạm cái vùng cung này, thì đây chính là cái vùng biên trên. TRF có một cái vùng 47 đến vùng 5, giá 5 thì em có báo mọi người đấy. Ai mà gom hàng cái vùng dưới mà thích đánh D cộng thì có thể lướt ở đây. Đúng không? 17%. Còn không nếu muốn cầm dài thì rõ ràng chúng ta sẽ cần phải chờ nó tái tích lũy ở đây để cuối sóng nó mới chạy được. Thì đấy là những cái nhịp mà chúng ta sẽ cần phải muốn đánh, muốn lãi cao đúng không? Muốn lãi nhiều thì chúng ta phải hold được sóng. Còn bản thân em là T cộng cũng chơi được và sóng cũng chơi được. Đúng không? Tuy nhiên là gì, muốn muốn LAV mà bền vững lở nhanh luôn đấy, chứ không phải là lở chậm đâu, theo theo từng năm nhé, thì mọi người cố gắng hold được sóng, nếu như mua được vị thế đẹp rồi thì hold được sóng đúng không, chúng ta đánh HAG chúng ta vẫn hold vùng giá 8.6 8.8 vẫn hold, mắc nhất là 60%, sau đó nó điều chỉnh về 46% vẫn hold. Tại vì thực tế là gì, nếu như ai mà LAV cao thì có thể là chốt lời bớt một phần được, em có báo mọi người có thể chốt 30 đến 50% cũng được, có thể gom lại ở vùng giá quanh 11.x10 đâu đó 10, vùng giá 11 sát 10 10.x cái vùng gap này, vùng 10.7, còn không nên chốt hết nhé, tại vì câu chuyện nếu như chốt hết mà nó đẩy lên tiếp thì rất dễ FOMO ở giá cao như vậy đúng không, và nếu mà chốt hết thì khi mà nó chạy nước rút thì rất rất khó để lấy lại vị thế, nhưng mà vẫn lên chốt lời bớt một phần ha. Rồi làm từ liềm tiếp tục hầu đúng không, chúng ta mua tại vùng giá 25.x đúng không, cây này là cây mà chúng ta mua 26% hầu tiếp, đã chốt lời 50% rồi thì hầu 50% thôi, cái vùng nào nhồi được con làm từ liềm thì thực tế nó vẫn là một con sóng tăng, và để mà đánh con này mà mua tiếp tục mua mới thì rõ ràng cái vùng OB này chính là vùng mà cân nhắc đánh T này, đánh T của Nam Tử Liêm, và chen thì chắc chắn hold rồi, chen thì chắc chắn chúng ta phải hold rồi. Còn đánh T thì cứ kẻ những vùng vùng này đánh theo order flow nhá, cứ về OB là mình đánh T cộng được nhá, đánh khi nào đến nó chốc giảm thì thôi. Lam Long chúng ta hold 36.x đúng không, thì thực tế là bất động sản Lam Long này chỉnh 36.x này mua này anh em đúng không, chúng ta có một nhịp điều chỉnh với 36.x đánh T cộng 4% này, dòng tiền vào hold tiếp đúng không, xác định xem là chúng ta sẽ có tái tích lũy ở đây, nếu như tái tích lũy thì cái câu chuyện đỉnh cũ này không phải là cái chướng ngại của con này đúng không, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái nhịp mà nó đánh lên đỉnh cũ đó, thì hiện tại thì cái nhịp pullback về nó đang cản ở vùng này, thì cái vùng 0.618 chính là vùng mà mình sẽ chốt lời bớt vị thế ở 36.x đi, đó chính là cái vùng giá 46 đó, từ 36 lên 46 nó rơi vào tầm 30% đấy, thì 30% mình sẽ chốt lời bớt còn 5 năm nhá. Một vài cổ phiếu bất động sản đích thì có báo rồi, DG báo rồi, CEO báo rồi đúng không, trong một loạt đấy, tại vì mình đã view xác nhận rồi rồi CEO này đánh 21.x này đúng không, 21.x này, HDC HDC gom chính 30, ở 31 thì tỷ trọng nhỏ, gom chính ở 30.x, anh em có thể thấy là gì, 31.x gom tỷ trọng nhỏ này, chờ xác nhận cái mô hình cái lên tái lũy này đúng không, tỷ trọng nhỏ ở đây thôi và chờ xác nhận thôi, với những con cổ phiếu như vậy chờ xác nhận thôi. Rồi CEO giá 21.x thì chúng ta sẽ phải hầu tiếp và chờ, bản thân nó vẫn đang là một cái nhịp mà nó tạo ra một nhịp tái tái tích lũy đây này, đánh khá giống SHS nhé,
vùng cung rất mạnh, nhưng mà khi mà chạy nước rút thì nó cũng tương đối khỏe đấy, mọi người chờ đợi thôi. Rồi chúng ta có một vài cổ phiếu như thằng này vẫn penny thì vẫn chờ đợi thôi. Dòng trứng thì có HCM, SSI tương đối khỏe đúng không? SSI tương đối khỏe. Thì bản thân thằng SSI nó cũng có một cái mô hình đây, thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái vùng cung mảnh ở trên này nó hấp thụ cung đúng không? Sẽ chờ đợi thêm thôi. Không đu mới ở đây, những cái vị thế này không đu mới. Chúng ta sẽ phải tham minh phiên đúng không ạ? Để một câu chuyện đánh, ví dụ ok phiên này anh em có thể chơi một phần được thì T cộng hàng về ít nhất là không bị UPO đã đúng không, chứ còn mua ở đây T cộng hàng về chưa chắc đã thoát được UPO hay không á. Thì đấy là cái câu chuyện là chúng ta sẽ mua ở vùng giá nào, tỷ trọng bao nhiêu, hoặc mua ở phiên nào rất quan trọng nhé. Ví dụ mọi người mua ở cây đúng không, chúng ta ví dụ anh em mua ở cây cây đây nhá, hoặc cây cây này không nói rồi đúng không, chúng ta mua ở những cái cây như vậy ok hàng về có thể xử lý được, có lãi hoặc là không có lãi đúng không, nhưng ít nhất là chúng ta sẽ có hàng về để bán đó. Cắt lỗ hay là xử lý đúng không cơ cấu, chứ còn nếu như mà mua tại cây này thì làm sao mà cơ cấu được, lại đu đỉnh ra 35 đúng không, mà nó đã chạy về T3, nó về tận vùng giá nó âm 13% thì không dám cắt, mà hồi lên trên vùng 34 thì lại nghĩ là nó sẽ đẩy mạnh lên tiếp, không không dám bán. Thì khi mà nó lại chạy về về dưới âm 25% đúng không, là bắt đầu sợ, lại bắt đầu cắt đúng đáy xong nó hồi. Nhưng mà nếu như mà không cắt đúng đáy, không không cắt lỗ ở quanh cái vùng này thì cái nhịp chúng ta đu đỉnh hẳn ở trên này thì sao đúng không, mua đu đỉnh ở đây sao, đu đỉnh ở đây chúng ta sẽ chia 3-4 lần tài khoản đó, chia 3-4 lần thì rất khó để câu chuyện chúng ta quay trở lại mà nó lên đỉnh được đúng không. Có những con cổ phiếu nó sẽ lên đỉnh sau vài tháng, có những con cổ phiếu sẽ lên đỉnh trong 1-2 năm, và tất nhiên rồi 10 năm mới về đỉnh, và còn có những con cổ phiếu không thể về đỉnh đó. Thì giai đoạn có những giai đoạn mà mình đánh gom được, có những giai đoạn mình sẽ phải chờ xác nhận đúng không, sẽ phải chờ sóng. Nên là thị trường này là thiên biến vạn hóa, nên chúng ta sẽ cần phải quản trị được cái rủi ro của mình thôi đúng không, cũng như cái câu chuyện chúng ta đánh một vị thế phái sinh, quay trở lại phái sinh đi. Vị thế trong tháng này chắc chắn là phải ôm long rồi đúng không, thì ngay ở trong Zoom mình trước đây cũng có một cái chị mà chị view short đúng không, chị view short là chị view cơ sở xấu, vĩ mô rồi von rồi các thứ xấu. Thực tế là mỗi người có một góc nhìn, và tiền của ai người ấy giữ đúng không nào, tiền của ai người ấy giữ thôi. Câu chuyện của SMT thì chỉ là đi tư vấn cho mọi người sát nhất thị trường và những vị thế long gom long short ở đâu, hoặc là thị trường diễn biến như thế nào theo cái góc nhìn của SMT, và nó có tỷ lệ xác suất đúng cao đúng không nào. Chứ không thể nào mà bắt được anh chị phải long phải short phải thế này phải thế kia được, tại vì tiền của mỗi người đúng không ạ. Tuy nhiên là gì, đánh ở trong việc trading thì mình không nên chống lại thị trường cái xu hướng của nó, mặc dù có thể ở đây không phải là cái xu hướng, cái đoạn này không phải cái xu hướng nó rõ ràng đúng không, nhưng mà ít nhất là những cái câu mình học phân tích kỹ thuật, những cái nhịp mà nó xác nhận cho mình đúng không, xác nhận cho mình ở đây thì mình không lên đánh theo theo kiểu là DCA, là cứ thế sọt 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 xong cứ thế gồng. Tại vì nếu như một ngày đẹp trời thì nó có thể nó sập về đây, nó rũ bỏ về đây, hoặc nó đảo chiều xu hướng nó về đây để chúng ta lãi. Nhưng mà thị trường mà đôi khi chúng ta ăn một vài nhịp ở đây chúng ta sẽ cảm thấy là gì, chúng ta sẽ đúng, chúng ta đánh phương pháp này nó đúng, nhưng mà cái câu chuyện là gì, nó có những cái nhịp mà nó vào sóng nó kéo, nó không chỉ là 100 điểm trong sóng tháng này đâu, có thể là 200 điểm hay 250 điểm. Thì vậy là khi mà vừa margin hoặc là không cần margin cũng là cháy tài khoản, hoặc là không cháy tài khoản thì cũng chia khoảng 10 lần rồi đúng không, phái sinh mà đó. Nhất là những nhịp ATO đúng không, kéo lên 3-40 điểm xong kéo lên tiếp 60 điểm, chuyện bình thường sẽ có những phiên như vậy, thì chắc chắn là sẽ đi bay tài khoản rất nhanh. Như vậy là gì, mình sẽ không đi ngược thị trường đó. Vậy trong tháng này là một sóng long thì chỉ ưu tiên canh chỉnh để long thôi, canh chỉnh long thôi đúng không? Có thể là trong một cái đây trong một cái tháng mà trong một sóng long nhưng mà vẫn có một cái nhịp mà điều chỉnh giảm ở trong ngày hôm đó, có những nhịp big short chuyện bình thường đúng không, chúng ta thấy là trong một cái cây long sóng long như vậy có những phiên big short này
đây, trong một tháng mà long như vậy mà có những nhịp big short này, hoặc đây chỉ short ngày em đây mới thắng, thì tất nhiên nhưng mà trong một cái xu hướng chính của nó thì vẫn phải là xu hướng tăng, đúng không? Như vậy là con F1M khung ngày, chúng ta có thể thấy là khung ngày nó cũng như index thôi, nó tạo ra cụm outside 3 nằm đây này, đúng không? Thì rõ ràng cái vùng giá này ở chặt ngày nhé, là cái vùng giá mà chúng ta sẽ đánh đánh long lên. Thì cái vùng giá, cái đỉnh quanh quanh vùng 4243 đấy, ta sẽ quan tâm là chặt ngày nhé. BCAR đấy, cái đoạn này nếu như ta phim nhỏ thì anh em sẽ để ý là chúng ta sẽ có một vùng tái tích lũy ở đây này. Đó. Và Tây ngày hôm nay thì họ cũng đánh ở trong phiên thôi, họ có chốt lời ở trong phiên nhé, họ có chốt lời bớt vị thế long đấy. Tuy nhiên là gì, vùng vùng này chúng ta sẽ thực tế là một cái chen long từ từ đây lên cũng gần 100 điểm rồi. Để cầm vị thế long có quyền chốt thôi. Thì hôm trước em có báo mọi người đấy, chúng ta long ở vùng giá biên dưới từ 32 đó, từ 00 này, từ vùng 16 này, từ vùng 32 này, đấy là những vị thế mình chúng ta đánh chen dài. Thì chúng ta sẽ chốt lời ở vùng vùng 70. Vùng 70 chính là vùng Quasimodo ở đây này, đúng không? Và vùng này thì chúng ta sẽ cần chờ những cái nhịp mà nó tái tích lũy. Còn câu chuyện là gì? Nếu như mà từ cái vùng giá này nó đi lên luôn thì sao, thì chúng ta có thể chúng ta sẽ đánh những nhịp mà gom long cao hơn, nhưng mà phải xác nhận thì chúng ta sẽ đánh. Rồi quay trở lại với điểm đánh cho ngày mai, thì ngày mai chúng ta sẽ cần chờ đợi các vùng sau nhá. Nhất là chúng ta có OB từ vùng giá 54 đến vùng giá 58, thì vùng giá này chắc chắn là sẽ có nhịp đỡ ở đây thôi. Thì nếu như mà đánh scalp thì có thể canh long vùng này. Rồi bên trên nếu như không vượt được cái vùng giá 68 thì rõ ràng vẫn là một nhịp là test lại vùng 66, 67, chúng ta sẽ sọt về, sọt về ở biên giới vùng 58, 58, 59 đó. Đó, và tích điểm ở trong phiên sáng. Đối với chiến lược chen thì chúng ta sẽ cùng quan tâm 3 vùng giá nhé. Một vùng giá Fibo 0.5 quanh vùng 49, quanh vùng 49. Một vùng quanh vùng 40, 43. Một cái vùng OB gần nhất chính là vùng 54 đến vùng 58. Thì đây chính là ba cái vùng mà chúng ta sẽ gom long chen được hay không. Tuy nhiên là gì, chúng ta sẽ cần phải chờ xác nhận để chúng ta sẽ xem là hold được dài hay không. Và nếu như gom long ở vị thế này thì khi mà giá nó chạy khoảng tầm 5 điểm thì có thể dịch SR về giá vốn, hoặc là quản trị vốn bớt khi nào mà nó xác nhận cho mình có SOS của tái tích lũy, dòng tiền vào, thì lúc đó chúng ta sẽ gia tăng sau. Đấy là câu chuyện chúng ta, cách mà chúng ta sẽ đánh cầm dài được hay không. Còn không thì cứ tích điểm trong phiên thôi. Bình thường ở phiên sáng nó sẽ dao động biên khoảng tầm 3 điểm, 2-3 điểm thôi, đúng không? Rất là ngắn thôi. Phiên chiều sóng nó có thể là từ 5 đến 7 điểm, đúng không? Còn những cái nhịp nào nó kéo có dòng tiền vào thì tất nhiên rồi, kéo từ đầu phiên đến cuối phiên, hoặc là sóng nó sẽ rơi vào tầm 5 đến 7 điểm một sóng, đúng không? Hoặc là đối với những cái nhịp mà chúng ta sẽ thấy là gì, giá nó chạy một mạch như vậy, làm gì có điểm chơi, đúng không? Thì bắt buộc nó phải long cao, hoặc là chờ xác nhận. Xác nhận ở đây là gì? Ví dụ anh em thấy là gì? Nó có những cái thằng cản này này, rồi nó có những cái thằng rút chân này này, đúng không? Không có điểm đánh. Thì vậy khi mà nó tạo ra hai đỉnh, sau đó nó có một cây break lên, dí test lại vòn nhỏ, đúng không? Thì chúng ta có quyền chơi ở đây, stop loss ở bên dưới này. Hoặc là khi mà nó break lên, nó test lại mà nó tiếp tục nó vượt, thì cây này chính là cây mà anh em chơi, stop loss ở cái đáy gần nhất nhá. Đó, thì đây chính là những điểm mà đánh xác nhận đó ở trong phiên. Còn rất khó để mà tìm những cái điểm long tiếp diễn ở đây, thì chúng ta bắt buộc phải long cao, mà long cao chúng ta sẽ cần chờ confirm, mà confirm là sẽ cần phải đánh MTL đấy, không đánh limit được đâu. Ví dụ ở những nhịp ngày hôm nay chúng ta có thể là chờ nó hồi phục lên đây đánh limit lệnh short ở 71. Tuy nhiên là gì, có những lệnh, có những nhịp mà nó xuống đây và nó chạy thẳng như thế này luôn, đúng không? Đó, nên là có những nhịp mà chúng ta sẽ cần phải đánh MTL chờ xác nhận, có nghĩa là gì, vượt thằng này thì long. Ví dụ có những cái nhịp như tháng trước xác nhận buổi, đúng không, trong phiên sáng thì làm gì có điểm điểm đánh đâu, chúng ta báo với nhau là gì, kê long ở vùng giá 95.x, nhưng mà nó về 96.x xong đi lên đây, chúng ta đánh long ở đây này, chúng ta đánh long ở đây đó, chúng ta có một cái blend là gì, long ở 94.95x, nhưng mà nó về có 96.2 đúng không, và vượt 00 là long. Đấy là chúng ta có hai blend là gì, chúng ta sẽ đánh long ở đây và xác nhận khi nào vượt vượt vùng này thì long, đấy là long chen đó, thì xác nhận mà nó vào sóng đó, thì đây chính là những nhịp mà xác nhận phải đánh MTL nhá. Chứ còn mà bây giờ cứ canh nó điều chỉnh vào đây cũng không được, tại vì nó có đâu có chỉnh vào đây cho long, đúng không? Đó.
đó. Đấy là những cái cách chúng ta sẽ phải đánh chây ở trong thị trường, sẽ phải linh động nhá. Rồi có những nhịp mà đôi khi có những nhịp là gì, chờ đợi, chúng ta sẽ cần phải chờ đợi confirm xác nhận thì mới đánh. Có những nhịp là gì, kê limit được, ví dụ vùng giá này đánh long, vùng giá kia đánh short, đúng không? Có những nhịp mà chúng ta sẽ cần chờ, ví dụ vượt thằng này cuối phiên ngày hôm trước, đúng không, đóng lên vượt được qua, hoặc là vượt thằng này đóng lên vượt qua, thì rõ ràng không ai nhảy vào short ở đây cả, đúng không, mà chỉ còn đánh long thôi. Và bây giờ muốn đánh long thì một là vị thế đẹp thì chờ nó gì test lại ở đây đi lên, hai là nếu như mà đánh MTL luôn ở đây thì phải chấp nhận cái SL, mức SL mình để rất là xa ở đây, đúng không? Thì SL của mình phải rơi vào tầm khoảng 8 giá, thì anh em cứ long ở vùng 63, đúng không, chốt 73, nhưng mà SL cũng phải tương đương SL thằng đáy này, đúng không, tỷ lệ R 1:1 thôi, nhưng mà SL rất xa. Nhưng mà bình thường mình sẽ không đánh SL xa như vậy, thì vậy là chúng ta không đánh long được vùng 63 này, đi lên thì cầm qua đêm rất nguy hiểm, đúng không, thì chúng ta không chơi. Chúng ta bỏ qua một cái con sóng từ 63 lên vùng 73 thôi, bỏ qua chúng ta sẽ đánh một con sóng khác, đúng không, rất nhiều cơ hội. Như vậy để mà đánh trong phiên thì chúng ta sẽ cần phải chờ thêm những tín hiệu nhá. Ví dụ những ngày cái vùng cầu cho ngày mai, nhớ này, những vùng cầu cho ngày mai chính là vùng giá 54 58, những vùng cầu này để đánh limit được không, được, vẫn đánh limit được. Tuy nhiên là nếu như mà muốn đánh an toàn thì chúng ta sẽ cần chờ confirm nhá. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta có một cái nhịp mà nó đẩy long từ cái con bin 3 ở vùng giá 60 đấy. Đó thì khi mà về đây thì anh em có thể nhá, có thể long limit ở vùng giá 61. Tuy nhiên nếu như mà long ở 61 ấy, mà để an toàn ấy, chúng ta sẽ phải để stop ở vùng 55 rất xa, đúng không? Hoặc nếu như chúng ta bóp SL thì đâu đó ở 60. Thì vậy nếu như 60 thì ở đây có FVG rất rất dễ là nó cũng quét quét xuống. Thực sự là rất dễ là nó có thể là quét xuống đây. Đúng không nào? Nên là gì? Nếu như muốn đánh xác nhận thì chúng ta sẽ cần đâu đó nó đang về vùng cầu. Và nếu như về vùng cầu thì chúng ta cần chờ cái gì ở đây thôi. Chúng ta sẽ cần một cây pin 3. Sau cây pin 3 là một cây engulfing. Như vậy chúng ta có quyền nhé, có quyền long ở cái vùng giá này. Stop loss ở bên dưới và một cái nhịp mà view về về đây, đúng không? 68 đấy, view cuối phiên về 68 đấy. Đó thì có quyền chơi ở đây thôi. Còn những cái đoạn này nếu như chơi long ở đây thì SL tận dưới này cơ. Đó thì phiên ngày mai vậy. Ví dụ chúng ta có một cái vùng cầu ở đây thì phải chấp nhận là gì? Nếu như anh em mà đánh tại limit tại đây thì chúng ta có một điểm long rất đẹp vùng 58, stop loss để ngay ở vùng 55 nhỉ? Rất đẹp. Còn nếu như muốn đánh xác nhận, đúng không, thì chờ một tín hiệu đảo chiều nằm đây thì sẽ phải chờ đợi một nhịp và long giá cao hơn, long tận giá trên này cơ, nhưng mà cái tín hiệu, cái xác suất thắng của nó sẽ cao hơn nhiều. Đó. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ phải đánh đổi ở trong trading thôi, đúng không? Rồi, hôm nay dừng lại ở đây nhé.